Nhan sắc kẻ tám lạng người nữ cưng của hai nàng dâu bị ghét nhất truyền hình Việt. Bảo Thanh, Thúy Ngân không chỉ đảm nhận tốt vai diễn trong phim khi lột tả chân thật tính cách của những nàng dâu ghê gớm đầy mâu thuẫn. Thêm kịch tính mà ngoài đời thật, họ còn nổi danh bởi nhan sắc trẻ trung xinh đẹp. Bảo Thanh, nàng dâu Vân trong phim sống chung với mẹ chồng, cuộc sống trên phim diễn ra với rất nhiều mâu thuẫn chồng chéo lên nhau, khiến cho nàng dâu Vân Bảo Thanh mất dần sức sống. Khuôn mặt của cô kém sắc nhiều vì luôn phải ở trong tình trạng mệt mỏi và buồn rầu. Thời điểm đóng vai nàng dâu Vân, Bảo Thanh rất ít khi cười nên khuôn mặt cô có phần bầu bĩnh và sống mũi cao. Trong phim, Bảo Thanh trang điểm tự nhiên nhất để lột tả được nhan sắc mờ nhạt của nàng dâu Vân, đôi mắt to nhưng đượm buồn. Thế nhưng bước ra khỏi cuộc sống chung với mẹ chồng, Vân trở về là Bảo Thanh, một cô nàng xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng. Cô nàng sở hữu mắt cười đầy mê hoặc, khuôn mắt to dài với lông mi đen nhánh càng nhìn càng say. Bảo Thanh ở cuộc sống thật có cuộc sống trẻ trung hiện đại, khuôn mặt thì cười của cô nàng rất đẹp và có duyên với đôi mắt to, khuôn miệng rộng, hàm răng rắn đều tỏa sáng. Khuôn mặt vờ lai kết hợp hoàn hảo cùng những đường nét quyến rũ của Bảo Thanh tạo nên nụ cười rượu cần chắc chắn đã chút say nhiều khán giả. Bảo Thanh sở hữu gương mặt đẹp vốn có nên cô nàng chỉ cần make up nhẹ với son môi hồng, lông mi chút mascara, đánh phấn phủ cũng đủ xinh đẹp hoàn hảo. Người đẹp cũng rất hợp với lối trang điểm đậm tông trầm bởi vì xinh đẹp nên make up kiểu nào cũng đẹp hết nức. Dù chiều cao hạn chế nhưng nhờ thân hình thon gọn nên Bảo Thanh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh mặc đồ gợi cảm, tôn dáng khác biệt với nàng dâu Vân kín đáo trong phim. Nét trẻ trung của cô khiến cho nhiều khán giả không thể tin rằng người đẹp đã lập gia đình. Ở thời điểm hiện tại, Bảo Thanh xuất hiện ngày càng xinh đẹp, sành điệu, quyến rũ. Hình ảnh của cô trông sang chảnh thời thượng cách đây 2 năm. Có thể nói nữ diễn viên 27 tuổi đã biết đầu tư kỹ lưỡng hơn trong việc xây dựng hình ảnh và giữ gìn nhan sắc. Bên cạnh đó, cô lựa chọn cho mình những layout trang điểm phù hợp để khoe sắc ấn tượng hơn. Dù lịch làm việc dày đặc nhưng cô diễn viên xinh đẹp vẫn tích cực luyện tập thể thao để nâng cao sức khỏe cũng như giữ dáng. Thần thái và năng lượng tích cực luôn tràn đầy ở nơi bóng hồng xinh đẹp này. Á Khôi, Thúy Ngân vai Hân trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Gạo Nếp Gạo Tẻ hiện đang là bộ phim truyền hình nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả trong năm 2018. Ngoài những tình tiết lôi cuốn phản ảnh đời sống gia đình, người xem còn đặc biệt chú ý đến vai diễn Hân do Á Khôi, Thúy Ngân thủ vai. Để miêu tả được tính cách nhân vật, ekip tạo hình cho Hân bằng kiểu tóc ngắn khá cá tính. Trái ngược với hình ảnh hung dữ trên màn ảnh nhỏ, Thúy Ngân ở ngoài đời rất dịu dàng, nhỏ nhẹ. Được biết, cô từng lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Năm 2009, cô giành giải Á Hoàng trang sức. Cô còn lọt vào top 15 Nữ hoàng du lịch quốc tế 2011. Nữ diễn viên gây ấn tượng bởi nhan sắc vạn người mê cùng đường cong hình chữ S chuẩn như người mẫu. Người đẹp sở hữu chiều cao lý tưởng 1m72 với số đo 3 vòng nảy nở 90, 60 và 89. Nàng dâu Hân sở hữu vóc dáng chuẩn chữ S vô cùng nóng bỏng. Cô ưa thích gâu trang điểm tươi sáng và màu son hồng cam, đánh má phớt nhẹ và kẻ lông mày ngang để gương mặt dịu dàng và thanh tú. Nhờ vào vóc dáng lý tưởng mà ngoài đóng phim, Thúy Ngân còn kiêm cả công việc người mẫu MC. Đặc biệt, người đẹp 9X chuyên trị những kiểu tóc ngắn, hiện cô nàng đang để kiểu tóc bóp khá phù hợp với gương mặt thon dài. Thúy Ngân sở hữu thần thái điềm đạm, dịu dàng và nụ cười tỏa nắng, không thua kém gì đàn chị Bảo Thanh. Kẻ tám lạng người nữ cưng, hai nàng dâu bị ghét nhất màn ảnh phim truyền hình Việt đều sở hữu ngoại hình trẻ trung gợi cảm sắc sảo. Cả Thúy Ngân lẫn Bảo Thanh đều đã hoàn thành tốt vai diễn của mình cũng như lấy lòng khán giả xem đài. Cùng chúc cho những cô nàng này ngày một xinh đẹp và thành công hơn nữa trong những sản phẩm nghệ thuật sắp tới. Bị Trường Giang lỡ tiết lộ sắp có em bé, phía Harry Won chính thức lên tiếng. Sau câu nói vô ý của Trường Giang về việc Trấn Thành Harry sắp có em bé, đại diện truyền thông cô nàng lập tức đính chính tại sự kiện này. Chiều qua, tại buổi họp báo ra mắt một game show mới, nghệ sĩ Trường Giang đã lỡ lời khi tiết lộ rằng Trấn Thành Harry sắp có em bé. Chuyện chẳng có gì nếu như Trường Giang không thể hiện vẻ mặt hốt hoảng giật mình và liền chỉnh ngay câu nói đó. Ngay khi đoạn phỏng vấn được đăng tải, cư dân mạng lẫn báo chí đều xôn xao trước thông tin này. Liên hệ với phía Harry Won, đại diện truyền thông của nữ ca sĩ lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Trước đó khi tham gia chương trình, khi đàn ông mang bầu, cặp đôi này cũng từng dính nghi án có em bé, khiến người hâm mộ được fan mừng hụt.
Nam danh hài Trấn Thành từng chia sẻ rằng bản thân anh chưa vội có con vì muốn hai vợ chồng tập trung làm việc và tận hưởng cuộc sống. Anh vẫn còn tính ham chơi nên chưa toàn tâm toàn ý làm một ông bố tốt. Anh muốn con phải học hỏi và noi gương. Khi đã lên chức bố, riêng Harry cũng bày tỏ cô cũng cần có thời gian để chuẩn bị kinh tế ổn định hơn. Cô muốn cho con mình có mọi điều kiện vật chất tốt nhất, chứ không chịu cực khổ như mình ngày xưa. Câu chuyện Trấn Thành Harry Won bị bạn thân Trường Giang nói hớ về việc sắp có em bé đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội vừa qua. Cụ thể, khi được hỏi có lời nhắn nhủ đến đồng nghiệp, Trường Giang nói Trấn Thành giờ đã có vợ, sắp có em bé, sắp tới có nhiều việc lo cho gia đình hai bên, phải đi kiếm tiền nhiều. Chỉ một phút lỡ lời của nam danh hài đã khiến showbiz dậy sóng vừa qua, lập tức đại diện Harry liền đính chính. Tính đến nay, Harry Won và Trấn Thành đã nên vợ chồng được hơn một năm. Đám cưới của cặp đôi dù gặp nhiều ý kiến bàn tán, nhưng cuối cùng cả hai vẫn đến được với nhau. Trong hơn một năm chung sống, Harry Trấn Thành luôn chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào khiến người hâm mộ ghen tị. Phạm Quỳnh Anh nói về tin ly hôn, nếu một người đã muốn rời đi thì mình có níu kéo được hay không? Nữ ca sĩ được cho là không còn hạnh phúc trong cuộc hôn nhân với Quang Huy. Phạm Quỳnh Anh là một trong những nghệ sĩ rất kín tiếng trong chuyện đời tư, thế nên khi cuộc hôn nhân của cô với ông bầu Quang Huy vướng tin đồn rạn nứt, ai nấy đều chuyển từ ngỡ ngàng sang tò mò. Đã rất lâu rồi người ta không còn thấy cả hai đang ảnh tình tứ bên người còn lại cùng con gái. Trong công việc, Phạm Quỳnh Anh cũng tự tay thực hiện các dự án mà không có sự hỗ trợ của chồng như trước đây. Khi được phỏng vấn, cả Quang Huy lẫn Quỳnh Anh đều né tránh hoặc trả lời vòng vo. Quỳnh Anh tin vào một điều thuộc về nhân duyên. Duyên còn với nhau chúng ta sẽ sống với nhau rất là hạnh phúc, vượt qua được mọi câu chuyện của đời sống. Nhưng nếu duyên hết, chắc chắn chúng ta sẽ nhẹ nhàng buông tay. Nếu thực sự một người họ đã muốn rời đi thì mình có níu kéo được hay không? Cho nên mình luôn nghĩ là thôi, mọi sự đều có sự sắp đặt và nhẹ nhàng, đối với đó là cách Quỳnh Anh sẽ chọn. Cuộc hôn nhân của Phạm Quỳnh Anh, Quang Huy được cho là đã tan vỡ. Họ từng được xem là một trong những gia đình hoàn hảo của showbiz. Phạm Quỳnh Anh ở hiện tại chỉ đồng hành cùng hai con gái mà thôi. Đằng sau những bức ảnh được ca sĩ khoe lên trang cá nhân, người ta lại cảm nhận được một sự mang mát buồn. Trấn Thành Harry Won bị quản lý bóc phốt mời đi ăn sinh nhật nhưng không có tâm chỉ lo hôn nhau. Vợ chồng Trấn Thành và Harry Won mới đây đã bị quản lý bóc phốt trên mạng xã hội vì bị cho là có lòng nhưng không có tâm khi đến mừng sinh nhật. Vừa trở về sau chuyến lưu diễn tại Mỹ, vợ chồng Trấn Thành Harry Won nhanh chóng mừng sinh nhật người chị em thân thiết và cũng là quản lý đồng hành. Chuẩn bị quà mừng, cặp tình nhân ngôi sao cũng tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho người này tại một nhà hàng Pháp sang trọng. Những hình ảnh đẹp của vợ chồng ngay sau đó đã được Harry Won chia sẻ. Vừa đăng tải, giọng ca anh cứ đi đi và ông xã của cô đã bị chủ nhân bữa tiệc sinh nhật vào bóc phốt. Theo đó, quản lý của Harry Won kể lại hành trình được mừng sinh nhật nhưng lại như người thừa khi nhân vật chính không có lấy một tấm hình, trong khi Shin Ri liên tục selfie như thể tiệc của đôi ta. Hai vợ chồng cũng có lòng, vừa xuống sân bay là gọi điện thoại hẹn chị đi ăn sinh nhật tại quán Pháp xịn hẳn hoi. Hai vợ chồng chụp hình đi ăn sinh nhật, từ lúc đi trong xe ra đến bàn tiệc, khi đi về cũng chụp luôn. Lúc hai vợ chồng chụp, tôi ngồi trước mặt, bữa tiệc sinh nhật của tôi cũng make up, ăn mặc sang trọng lắm, cũng đeo giỏ đỏ luôn đó, nhưng chỉ ngồi cười trừ. Tưởng rằng ba đứa chụp chung chứ, được cái đi sinh nhật mà tiếu tiết chụp chung với nhau, chụp giỏ sách này kia rồi đăng lên mạng xã hội chúc mừng chị, còn tác hẳn tên vào luôn kiểu yêu thương, thế nhưng kiếm không ra cái mặt tôi mà tác chi không biết. Ai thương, ghép cái mặt tôi vào cái giỏ đồ giùm, tâm lý gì kỳ vậy? Quản lý của Harry Won tâm sự. Chia sẻ tâm tư của quản lý về bữa tiệc sinh nhật được vợ chồng Harry Won Trấn Thành chúc mừng đã nhận được nhiều sự quan tâm. Nhìn hình ảnh tình tứ của Shin Ri và nghe kể về bữa tiệc, bạn bè thân thiết hớm hỉnh trêu, vợ chồng ngôi sao, chắc tưởng đi ăn mừng kỷ niệm ngày cưới. Số khác lại tinh nghịch đá xoáy cặp vợ chồng Trấn Thành và Harry Won rằng, bằng lời lẽ phũ phàng, có lòng nhưng chưa có tâm, và ủng hộ quản lý kiện hai người đó công khai trên Facebook. Trước những lời bàn tán xung quanh, Harry Won lên tiếng thanh minh, xin lỗi quản lý bà xã Trấn Thành phân trần, bởi vậy em mới viết là sinh nhật chị, vai chính là chị. Thế nhưng giờ em mới biết là không có chụp hình chung với chị, nên xin lỗi chị đó. Em ơi đăng hình mà em cũng buồn cười lắm, ăn sinh nhật gì kỳ cục gì đâu. Nghe gà cưng thanh minh, quản lý của Harry Won tiếp tục bày tỏ nỗi ấm ức. Khi từ nữ chính bị đẩy xuống vai quần chúng, ủa tao có ngồi kế bên mà đâu phải tao không có mặt hay chết rồi đâu.
Mày không hề kêu tao chụp luôn đó, vào ăn mà hai vợ chồng hôn hít rồi tự chụp hình với nhau, không hiểu luôn. Dòng trạng thái bốc phốt hài hước của quản lý về vợ chồng Trấn Thành trong cuộc sống đời thường đang được lan truyền mạnh. Đáng yêu, dễ thương, hóm hỉnh, tinh nghịch là ngôn ngữ mọi người dành cho cặp đôi ngôi sao. Hôm 14 tháng 7 là sinh nhật mừng tuổi của quản lý. Tuy nhiên, Harry Won và ông xã Trấn Thành lại đang có chuyến lưu diễn tại Mỹ. Từ xứ sở cờ hoa, nữ ca sĩ gốc Hàn đã có đôi lời chúc mừng người chị thân thiết qua mạng xã hội. Sinh nhật của một chị gái yêu thương là quản lý của mình, em chúc chị sức khỏe, hạnh phúc, thành công và kiếm tiền thật nhiều. Harry Won và Trấn Thành gửi lời chúc.